Xin chào quý khách hàng của LHQ Furniture. Hôm nay thì LHQ đang lắp cho khách hàng một số các cái kệ dép hồi chữ X. Đây là cái sản phẩm kệ để giày dép nhưng mà cũng rất là đa năng, có thể dùng để các cái cây hoặc là hoa hoặc là các cái lọ trang trí hoặc là đồ trang trí trong gia đình, trong phòng khách, hành lang. Đây là cái kệ để giày dép hồi chữ X. Trước mắt các bác là một cái kệ 5 tầng, nó kích thước chiều sâu nó là 30, chiều rộng là 60, còn chiều cao giữa các tầng là lọt lòng là 30. Để một cái tầng như này được 3 đôi dép người lớn và 4 đôi dép trẻ em nhé. Sản phẩm này đây được có kết cấu rất là chắc chắn, có thể chịu lực được thoải mái luôn, các bác để đồ thì để lên đây thoải mái luôn. Cái thanh chịu lực nằm đây là dày 2 phân, rộng 4 phân. Cái thanh hông này cũng vậy, được kết nối với nhau bởi những cái ốc như thế này. Vâng, thì nắp thì một cái kệ để hồi ích này thì nó có một cái sự khác biệt. Để mà lắp thì nó có một cái đợt trên cùng này này, là nó có cái chiều, một chiều nó dài hơn, một chiều nó ngắn hơn. Đây này, các bác nhìn đây nhé, đây chiều này nó vào đây, nhưng sang bên này thì nó lại dài hơn, nó bằng một cái khổ của cái hông này. Còn các cái tầng ở giữa này này thì hai chiều nó bằng nhau nhé. Đây này, các bác nhìn kỹ để ý nhé, cái đợt ở giữa thì bao giờ nó cũng bằng nhau, bên kia nó cũng thế, cái khoảng cách cái khe cuối cùng này đến cái hồi này thì nó bằng nhau, hai bên đều như thế. Và cũng như vậy đến các cái hồi, các cái đợt ở giữa, còn đợt cuối cùng thì nó lại cũng giống như cái đợt trên cùng nhé. Đợt trên cùng và dưới cùng bằng nhau, hai cái đầu của cái đợt đó nó lệch đó. Hai tầng thì nó chỉ có cái trên cùng và dưới cùng nó đều lệch, còn 3 tầng, 4 tầng hoặc 5 tầng thì tất cả những cái ở giữa nó bằng nhau, còn đầu trên ở dưới nó bị lệch. Đây là đang là lắp đây, đây thì trước khi lắp cái kệ này thì ta sẽ lắp cái lắp cái chữ X này. Lắp chữ X là có thể lắp ở trên từ dưới lên này, từ dưới lên. Lắp cái chữ X này xong. Như cái 5 tầng này có một cái chữ X này, 2 này, 3, 4 cái chữ X. Đấy, tổng là 8 cái chữ X của hai bên. Lắp chữ X xong ta lắp ở dưới lên. Lắp cái này, rồi sau đó là cứ đuổi dần lên. Đây là đang lắp đến đợt thứ 4 rồi. Cái đầu thì được cấy cái đợi vít như này, cấy cái ốc âm như này. Và đến đây là đợt cuối cùng. Và cái kệ để giày dép hồi chữ X này nó có 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng và 5 tầng các bác nhé. Đây là cái 5 tầng này. Để vào không gian hợp lý thì nó cũng rất là đẹp, đa năng. Sản phẩm thì được làm từ gỗ cao su 100%. Đấy, một cái sản phẩm kệ giày dép 5 tầng này, đúng không ạ? Nhìn lắp lên thì nó như này, nhưng tháo ráp, đóng gói vào thì nó như thế này, đảm bảo rất là gọn gàng cho quá trình vận chuyển. Cảm ơn các bác đã theo dõi về cái sản phẩm là kệ để giày dép hồi chữ X. Cái này đã xong rồi này. Hẹn gặp lại các bác ở các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo.